Nay là những ngày cuối năm hãy đưa các bác quay trở lại với cái mô hình chim câu. Và hôm nay sẽ chia sẻ full giá của hai mô hình cho các bác cập nhật luôn nhé. Trước tiên cho các bác ngắm cái mô hình chim công nghiệp ấy. Đây là chim đã được biết ăn nấy rồi các bác, và tách nó ra cái chuồng quần thể này để cho ăn cái chất dinh dưỡng nó sẽ được nhiều hơn và con chim nó phát triển mạnh hơn các bác nhé. Chỗ này chẳng qua là trang trại cũng bán hết rồi, đơn mới còn ít thôi các bác. Chứ còn chính là nếu mà nhốt quần thể rồi các bác nên nhốt thật chặt các bác nhé, cho con chim nó hạn chế đi lại và cái nguồn dinh dưỡng có thể mình cho nó ăn full luôn cả ngày luôn các bác. Chim phát triển rất là nhanh luôn. Những cái con chim mà như này là nó phải được gần 1 tháng tuổi quá, để con chim biết tự ăn lấy là nó phải gần được 1 tháng tuổi. Nông lá nó đầy đủ hết này các bác. Cái giá chim thương phẩm so với cái thời gian trước là thời gian này là nên tăng vọt các bác. Chị Phương nhắn chưa à? Chị em vừa đến. Giờ này chưa chôn xong nhỉ? Cái video hôm nay em sẽ cho các bác cập nhật giá chim của hai mô hình. Thì em không vào trong chuồng chim các bác nhé. Hiện tại quay những cái chim thương phẩm này luôn. Giờ trên màn hình em sẽ cho các bác so sánh giữa cái chim nuôi công nghiệp và cái chim nuôi quần thể của hai mô hình, mặc dù giá cả nó không chênh nhau mấy các bác. Đây, hiện tại là chia tay với mô hình chim nuôi công nghiệp, đưa các bác quay trở lại với mô hình chim câu quần thể các bác nhé. Bây giờ em sẽ đặt hai màn hình đi cho các bác so sánh giữa hai mô hình luôn các bác. Đây, nhưng mà trên cái màn hình bên tay trái, màn hình phụ ấy, em để đây cái mô hình nuôi công nghiệp các bác nhé. Đấy, để cho các bác so sánh. Hơn nữa là cái mô hình công nghiệp này là dòng chim Pháp ạ. Còn cái mô hình quần thể đây thì là chim ta lai này các bác. Để mà đánh giá về cái trọng lượng của nó thì nó cũng tương đương như nhau các bác. Có lẽ là 1910. Cái dòng chim Pháp công nghiệp kia nó trội hơn một chút. Đấy là đang nói về chênh lệch cái trọng lượng các bác, chưa nói về chênh lệch về cái giá thành nó cũng đáng kể các bác nhé. Như hiện tại một đôi chim Pháp nuôi công nghiệp như này hiện tại là ở tại trang trại đang bán với giá chim thương phẩm 120.000 một đôi các bác. Chứ còn nói về cái giá cả của chim ta lai như thế này thì đang là hiện tại 100 các bác nhé. Cái dạo này là nói chung là mấy ngày hôm nay giáp giáp Tết thì sao giá chim lên như thế nào phải nói là rất là cao so với những cái ngày vừa qua. Tức là so với cái giá thành của hai mô hình cũng như hai dòng chim giữa chim Pháp và chim Gia Lai đang chênh nhau 20.000 một đôi các bạn, một đôi chim thương phẩm. Và cái dòng chim Ta Lai này nó cũng rất chi là to con này, chứ không phải là nhỏ lắm các bạn. Đây này, cụ thể như con này các bác nhé, con này ra nào nó có một con thôi, này, chim này bán thương phẩm được rồi. Đấy, hiện tại đang 100.000 một đôi chim thương phẩm như này các bác. Như cái mô hình này thì có bác nào hay theo dõi cái video của em ấy, thì biết em đến quay cái mô hình quần thể này rất nhiều các bác. Đây là cái dịp trước là từ cái mô hình khác là con chim, cái đàn chim này mới được chuyển về cái mô hình này các bác nhé. Bây giờ bắt đầu mới là ấm chuồng này, bắt đầu nó yên tĩnh, nó trở lại sinh sản bình thường. Đợt này rất là đều luôn này. Trong này ông chủ ông vừa cho biết ông vừa đặt được 80 đôi chim non như này các bác. Nó đợt này sinh sản rất là mạnh luôn. Bởi vì cái dòng chim câu này nó ưa yên tĩnh các bác. Cho nên là chuyển chuồng sang nó nháo nhác thành ra là cũng bị đẻ kiểu nó không đạt chất lượng, mất hàng mấy lứa liền này các bác nhá. Bây giờ bắt đầu quay lại ổn định thôi. Để mà nói giữa hai mô hình mà cái giá cả nó cứ thuận như này, xong thì qua dịp Tết thì cái bắt đầu dịch bệnh nó vãn đi, cái là nói chung là giá thành như thế là vẫn phát triển được các bạn. Nuôi có những cái mô hình quần thể, mô hình công nghiệp như này là vẫn kiếm ăn được. Để mà nói giữa hai mô hình thì nói chung là nuôi theo cái lối công nghiệp thì dễ quản lý chăm sóc hơn các bạn. Thế nhưng để mà em đi trải nghiệm thì em vẫn thích vào những cái mô hình quần thể như này các bạn nhé. Các bạn nhìn thấy chim nó thích không? Nhìn cái con chim quần thể này rất chi là tự nhiên, khỏe mạnh con chim đúng không? Nhanh nhẹn. Tầm này là tầm chiều tối các bác nhá, đang nháo nhác lên chỗ ngủ của nó. Để mà quay cho bác cập nhật một xíu về cái giá cả con chim cũng như là giữa hai mô hình. Quay đến đây em xin tạm dừng clip.
Xin chúc các bác có một năm mới nhiều thành công với những cái mô hình của mình các bác nhé. Xin cảm ơn các bác rất nhiều trong cái năm qua đã theo dõi chương trình của em.